Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 6 tháng 3 của Game Bóng Đá TV. Hãy cùng Game Bóng Đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Paris Saint-Germain dường như chỉ dành tâm trí cho trận đấu với Real ở lượt về vòng 16 đội Champions League vào giữa tuần sau. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino để Kylian Mbappe nghỉ ngơi và giao trọng trách ghi bàn cho bộ ba Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria. Đại diện đến từ Paris chỉ có một cơ hội đáng kể trong hiệp đầu tiên và tình huống thoát xuống đối mặt ở phút thứ 9 sau đường chuyền dài của Neymar. Cú bấm bóng của anh không đủ khó để hạ Walter Benitez. Thời gian càng trôi đi, cổ động viên càng nhận ra tầm quan trọng của Mbappe. Một mình Messi là không đủ để tạo khác biệt trước hàng thủ số đông của Nice. Khoảnh khắc thiếu vắng tập trung ở những phút cuối cùng khiến cho Paris Saint-Germain thủng lưới. Đội bóng thủ đô không thể gượng dậy và chấp nhận thất bại. Dù sao, Messi cùng đồng đội vẫn vững ngôi đầu với 62 điểm trong khi Nice đứng thứ hai với 49 điểm. Trước khi trở lại Manchester United vào mùa hè năm 2021, Ronaldo đã đàm phán và thậm chí được cho đã đạt thỏa thuận với Man City. Tuy nhiên thương vụ đổ bể khi Man City từ chối trả 35 triệu USD phí chuyển nhượng, cũng như trao đổi bằng tiền đạo Gabriel Jesus theo yêu cầu của Juventus. Nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh chỉ muốn Juventus giải phóng để Ronaldo ra đi theo diện tự do. Theo Barnes, Ronaldo sẽ không trải qua cơn khô hạn bàn thắng như hiện tại nếu thi đấu cho Man City. Ông phân tích, Man City có nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật, nhãn quan tuyệt vời để kiến tạo cho Ronaldo nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Manchester United đơn giản là không đủ phẩm chất để giúp Ronaldo có nhiều cơ hội dứt điểm. Barnes tiếp tục ca ngợi Ronaldo khi cho rằng CR7 vẫn ở đẳng cấp cao. Có nhiều nhận định cho rằng Ronaldo đã già, không còn giữ tốc độ như 4 hay 5 năm trước. Nhưng tôi nghĩ điều khiến Ronaldo thất vọng nhất là việc anh ấy không còn nhận được sự hỗ trợ như trước. Đó là lý do khiến Ronaldo thi đấu phập phù, Barnes nhấn mạnh. Tương lai của Kylian Mbappe đang là đề tài được người hâm mộ bóng đá cực kỳ quan tâm. Trong một diễn biến mới nhất, tờ Football London đã đưa ra tin tức về việc Mbappe có thể gia nhập Liverpool. Theo đó, tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ quản vào tháng 6 năm nay. Hiện tại, ngoài Real Madrid thì Liverpool cũng đang là đội bóng rất quan tâm tới Mbappe. Được biết, đội chủ sân Anfield vẫn chưa từ bỏ hy vọng có được chân sút sinh năm 1998 theo dạng chủ nhận tự do, dù cho Los Blancos được cho là đã ở rất gần Mbappe. Nhà báo uy tín người Tây Ban Nha và cũng là chuyên gia chuyển nhượng Gerard Romero phát biểu trên kênh Twitch của mình, xác nhận Andreas Christensen đã vượt qua bài kiểm tra y tế của Barcelona vào thứ hai tuần trước. Ông nói thêm rằng người đại diện của tuyển thủ Đan Mạch sẽ bay đến Catalonia để hoàn tất thỏa thuận. Đây hoàn toàn là thông tin có cơ sở bởi trong trận đấu mới nhất, Chelsea đã không điền tên Christensen vào đội hình ra sân và dự bị trong trận thắng 4-0 trước Berlin. Các tờ báo thân Barca là Mundo Deportivo và Sport cho hay Barca đã mua xong tài năng trẻ 18 tuổi Pablo Torre từ Racing Santander. Dù bị hết giá đến 10 triệu euro ban đầu, song Barca đã thương lượng thành công và chiêu mộ Torre với mức giá 5 triệu euro, đi kèm các phụ phí có thể lên đến 20 triệu euro nếu Torre chơi tốt. Tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ quản Bayern sau khoảng 18 tháng nữa và không có ý định gia hạn thêm. Đứng trước việc có khả năng mất trắng, Bayern rất có thể sẽ bán Lewandowski trong mùa hè này. Theo tạp chí 442, Arsenal là câu lạc bộ mới nhất muốn có được chữ ký của chân sút người Ba Lan. Ngoài ra, MU cũng được cho là đội bóng đang theo dõi sát sao chủ nhân danh hiệu FIFA The Best 2021. Theo những báo cáo từ trang Football London, tài năng trẻ của Club Brugge đã lọt vào tầm ngắm của pháo thủ. Chân chạy cánh người Hà Lan sẽ bước sang tuổi 23 trong năm nay và anh đang có phong độ cao khi đóng góp đến 6 bàn thắng cùng 11 kiến tạo cho đội nhà ở giải Jupiler Pro League. Sự đa năng, lối đá tốc độ cùng tố chất kỹ thuật của Norlang hứa hẹn sẽ phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Mikel Arteta đang xây dựng tại Arsenal. Thêm vào đó, với mức phí phá vỡ hợp đồng tương đối dễ chịu, chỉ rơi vào khoảng 30 triệu euro. Đây hứa hẹn là một khoản đầu tư hiệu quả dành cho pháo thủ ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tiền vệ Paul Pogba sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản ngay ở mùa hè năm nay. Trước nhiều tin đồn về việc quay trở lại Juventus thi đấu, huấn luyện viên trưởng của Ba Đầm Già, ông Massimiliano Allegri đã có những phát biểu về trường hợp của cầu thủ người Pháp. Pogba, tôi không có ý tưởng gì về việc có thêm anh ấy trong đội hình cả. Paul là cầu thủ của MU, mặc dù tôi phải thừa nhận là chúng tôi từng có một quan hệ rất tốt, ông Allegri chia sẻ. Trong một diễn biến khác, nhiều nguồn tin từ nước Anh đã khẳng định Pogba có những động thái tích cực trong việc ký vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford.
trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League 2022 giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Sài Gòn đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ sân hàng đẫy. Màn so tài này không chỉ gây được sự chú ý bởi sự hồi sinh của bộ đôi tiền đạo ngoại binh Pedro Paulo và Giovane của Viettel, mà những tình huống tranh chấp quyết liệt và các tấm thẻ phạt cũng là chủ đề gây nên nhiều ý kiến xôn xao dư luận. Từ một tình huống gây tranh cãi ở hiệp thi đấu thứ hai, Viettel được hưởng phạt đền sau khi Pedro Paulo bị kéo ngã trong vòng cấm. Quyết định thổi phạt 11m là hoàn toàn chính xác, nhưng sẽ không có gì để nói nếu như trọng tài chính của trận đấu không rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho thủ quân của Sài Gòn, hậu vệ Tấn Tài. Ở V-League, tôi không hiểu sao, tại sao các đội nào thua rồi cũng sẽ lại có những ý kiến về công tác trọng tài. Tại sao chúng ta không chấp nhận việc đó? Trọng tài đều có lý khi đưa ra những quyết định của mình. Dĩ nhiên tấm thẻ đỏ đã giúp chúng tôi hưởng lợi, nhưng nó không hề tác động hoàn toàn tới trận đấu. Ở những vòng đấu trước, chúng tôi cũng phải chịu một số bất lợi đấy thôi, huấn luyện viên Bi Jung-won phát biểu sau trận đấu. Tin bóng đá trưa ngày 6 tháng 3 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.